Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Blue Zone. Hôm nay thì cũng được thằng em chung của mình thì nó nhờ mình chơi cái trò chơi đổ xăng anh em à. Thì hôm nay thì mình cũng rảnh nên mình sẽ làm cái clip này luôn nha. Tại vì ngày hôm qua thì chung nó đã có quay được cái đổ xăng đó là khoảng 2.500.000 anh em à. Đây khoảng 2.499 đô. Thì nó mở lần thứ ba phía bên phải bonus thì được 150% anh em à. Thì anh em cũng biết là cái số UC thường lệ thì khoảng hiện tại 2 triệu thì nó sẽ được 8.000 UC. Mà hiện tại theo chính sách của Apple thì nếu mà nạp trực tiếp thì khoảng 2.500.000 và nó chưa tính phần trăm phí này kia nữa anh em ơi. Thì khoảng tầm đó 2 triệu ngoài thì sẽ tầm được 10k UC nếu là nạp lần đầu. Và hiện tại thì chúng ta có đổ xăng đó anh em thấy không. Thì chúng ta có đổ xăng thì nó sẽ được là 12.500. Đó, để mình vô thử. Ô là trời, chiếc này có 1.300.000 mà 140% có 5k mấy hả anh em à. Thì nó cũng không may mắn bằng cái đợt trước nên mình sẽ mở cái đợt 2 triệu mấy luôn anh em nha. Thì hiện tại thì nó có nạp 2 triệu mấy vào thì được 20 mấy vé nè anh em. Và để vào đây mình quay coi. Hiện tại cái bộ đồ 45% nguyên cái set đó là rất là giá trị trong một cái ạc anh em à. Thường thì dân có tiền thì nó sẽ chắc chắn là sẽ có được cái trang phục này. Còn nghèo khổ như chúng ta thì chắc ăn là mình thấy khó mà mở được cái set trang phục phía 50% đó anh em. Còn cái set trang phục dưới cái mũ ba đó, à nhầm, có dưới cái chảo đó, đó cái set trang phục này này đó anh em thấy không, có tiền mới được. À mình quay lại về cái đổ xăng nha. Thì cái đổ xăng thì hên xui thôi anh em à, và nó sẽ chỉ mở trong vòng một tuần lễ thôi chứ nó không là mở hơn anh em nha. Tại vì nhầm tháng thì nó sẽ mở, còn nhầm tháng thì nó sẽ không, mà nó sẽ duy trì trong vòng là một tuần thôi. Hình như hôm nay là đúng là ngày là thứ ba mở đổ xăng rồi anh em à. Một ngày mở đổ xăng thì có thể là chúng ta đổ được 2 lần xăng trong một ngày. Mỗi lần đổ xăng thì chúng ta sẽ 2 lần đổ xăng trong một ngày thì chúng ta có thể reset cái giá trị nạp tiền 3 lần và 3 lần giá trị bonus anh em ơi. U là trời, được 90% anh em ơi, nãy giờ quay hên quá. Nhưng mà đây còn 2 vé quay nữa nè. Mua cái kia nữa thì nó chắc ăn sẽ được. Còn không thì anh em đợi cái sự kiện sau này thì anh em mở được cái set đồ này nha. Và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Bye bye anh em.